ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកសន្និសីទជនមានពិការភាពប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី5នាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជានិងអន្តរជាតិបន្តគាំទ្រគោលនយោបាយនានាដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិពិតប្រកបដល់ជនមានពិការភាព សម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកសន្និសីទជនមានពិការភាពប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី5ឆ្នាំ2021បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តរួមគ្នាអនុវត្តគោលនយោបាយនានាដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិពិតប្រាកដដល់ជនមានពិការភាពគោលនយោបាយនានាដែលពាក់ព័ន្ធជនមានពិការភាពដែលសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននោះរួមមានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពស្តីពីជនមានពិការភាពអនុសញ្ញាស្តីព
Hun Sen ban miên pra sa jang luch ne tha chmuoy ni khom som mo phiu ne da sa kum chiet ning antra chiet som ban to ruom khnie anuvat ko dau aphivat prakop doy cheirapheap srey pi chun miên pikarapheap anusanya srey pi sut chun miên pikarapheap roba angka sa phchi chiet ning yutta sa ti krong kin chun đảm bảo phần sức bất bạc cắt đòi chuẩn miền bị cà rập hiệp. Bà tạm bà xa rô bà xâm đại dị chơ nè dô rạt môn trái bà chô bàn bà nhà hà bà chôm nay sô có phiếp xa thề rà nạ xe tạ cách xong cúm nâng phù mà xa nè dô bái bà nâng công phong bà bò giang thôn thị ngô đòi chì bập hiệp bà rù nâu rô bà bà chê chôn tù tử chì bì xa chôn miền bị cà rập hiệp nâng chôn nghị ở rộng cửa đô tây tiết. Xâm đại dị chơ hôn xa nè bàn bàn tò tiết thà vị bát nè kà rì dị đạt đào chôn ngư COVID-19 vừa ai bà bò đào sân đập thân bì phục lúc đòi bàn bông plan giang thun thương ngô nơi thòm mà thập bà tay nì dùm rô bò ăn trả chết đài trực bàn tổ tùl sqoal chết sạc cầu. Đàm bây đà srai bà nhà hà bà chôm chết sạc cầu ní kà cổ rụp khní nâng kà chư tục chật khní tờ bình tù mốc kà cổ rụp thòm mà nôn nâng côl kà ăn kà sạ hạ bà chê chết bòm tình kà lưu cầm bù kà ạ nô vọt dù nà kà ăn trả chết cư chết đâm đà srai đòm miên bà sê tập hiệp.